Thưa quý vị, Tổng thống Nga đang rà xét các chiến lược cung cấp khí đốt tại châu Âu và châu Á, tin từ Moscow. Quốc hội Nga và Tổng thống Vladimir Putin đang rà xét lại bộ luật xuất cảng khí đốt vì nhu cầu tiêu thụ khí đốt tại Á Châu có chiều hướng gia tăng. Công ty sản xuất dầu khí Gazprom đang chịu trách nhiệm cung cấp khí đốt tại châu Âu, nhưng mức độ tiêu thụ đang có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, nhu cầu cung ứng khí đốt tới các quốc gia châu Á đang gia tăng vì kinh tế trong khu vực đang phát triển. Tổng thống Putin muốn thay đổi chiến lược, chuyển các đối tác từ châu Âu sang Á Châu, sau khi công ty Gazprom độc quyền kiểm soát giá thành tại châu Âu quá thấp trong một thời gian dài hợp đồng. Trong quá khứ, Tổng thống Putin đã yêu cầu công ty tư nhân Gazprom phải thay đổi chuyển gas từ thể khí sang thể lỏng. Nếu được như vậy, sẽ không tùy thuộc vào hệ thống đo lường tại châu Âu, vì đã có quá nhiều chênh lệch trong thống kê tiêu thụ giữa Nga và châu Âu, ảnh hưởng nặng nề và thiệt hại đến nền kinh tế quốc gia, mặt khác tạo sự căng thẳng các hiệp ước kinh tế. Nga là quốc gia đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ trong kỹ nghệ khai thác khí đốt thiên nhiên, một trong những nguyên nhân gây nên thất thoát trầm trọng và sự chênh lệch giữa hai hệ thống, một bên cung cấp và một bên nhận. Con số chênh lệch quá nhiều, mỗi khi đến thời điểm thanh toán hóa đơn, tạo sự thất thoát kinh tế cho Nga. Theo hợp đồng, công ty Gazprom sẽ cung cấp 115 tỷ khối gas tới châu Âu, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong vài năm tới. Nếu chuyển tải nhiên liệu lỏng bằng đường hàng hải, sẽ dễ dàng kiểm soát hơn và không bị thất thoát. Một trong những lý do có thể hệ thống chuyển tải khí đốt quá cũ kỹ và lỗi thời, nên đã có sự chênh lệch giữa hai hệ thống tại Nga và châu Âu. Nga đang cố gắng thương lượng với Trung Cộng, xây dựng đường chuyển tải khí đốt tới châu Á, nhưng các tiến trình đàm phán vẫn chưa đạt kết quả.